Ôi, bận đứng em, đứng em. Nút bóng dữ lắm. Đứng em. Đi đâu mới về vậy chị Loan? Đâu về đâu, mới đi ra. Mới đi ra hả? Mới đi ra. Ủa, anh thấy chị xe bước xuống mà. Hả? Ừ, xe bước xuống mà. Định bước vô ai về đâu mà anh ngồi lại. Trời ơi. Làm như cục khích hay sao? Giống như có gì tâm linh á, em ở nhà em. Tâm linh nữa hả? Ờ, sáng giờ em ở nhà. Tâm chỉ gần nhiều lắm chứ không tâm linh. Ôi, nó mà đẹp vậy trời. Ôi, đúng đúng. Là... Cái bây giờ nó đi măng hả? Chưa, đợi đi thông báo đã. Bên BH đang làm kênh cho mớm. Nó có những cái sản phẩm của ba vô cái kênh đó luôn. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Có cô Bắc Năm trong đó luôn nè. Có luôn. Ồ, hay vậy. Thấy biết ấm thì hết. Ủa, ngày hôm qua em thấy chị hát cái bài gì mặc áo đỏ đỏ hay quá trời luôn. Mới up lên demo hả chị? Tầm mùa đông nè, rồi những cái xe trong cuộc đời, những xe đó, mình lại. Rồi hai ba bài gì nữa đó. Mùa đông mà sao không thấy mặc áo gió ta? Mùa đông mà sao không thấy mặc áo gió áo ấm vậy chân vậy? Anh thành phố mà không nổi. Cái vô đo đèn nó đánh nữa. Dạ. Nó chết rồi em ơi, chuyện này là chảy mỡ rồi, thôi chắc chị khỏi bằng áo gió đi. Thì mới mua cái mệt lắm. Hả? Thì mới mua cái đờn đúng không? Cái đờn hả? Không, đờn xu của người ta. Sao mà phải trả lại chứ, đem sắp về cái đờn chết. Đờn đó đờn điện đó nha. Hả? Đờn đó đờn điện đó nha. Biết đờn mặn gì mà cầm nó nặng lắm. Nặng đờn điện đó. Không biết đờn quá không biết đờn. Biết đờn mà cầm còn biết cầm nữa nó chi. Ờ mình cầm ba cái khô gà rồi mình bán dễ. Còn cầm đờn mình không biết. Không, guitar còn biết chơi nó chi không? Biết vô được. Hả? Anh đợi em xíu nha, 5 phút nha. Ờ chứ không vô anh chửi em chết. Chị đi với ai vậy? Hả? Đi mình hả? Dạ. Ờ đi chị. Hả? Đi. Ừ thì đi chứ. Phải dạ, đi chứ. Ừ. Chứ mới cầm lại gặp được dạ. Trời ơi, trời chúc ơi. Chúc chị sức khỏe nha. Ờ dạ. Bye nha, chúc em chị sức khỏe nha. Dạ bye. Công nha. Cả nhà Loan đang chia sẻ tại đủ đi luôn rồi. Ủa đã anh Ráp chia sẻ tội ảnh. Chào quân chú anh chị. Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 6675. Kênh của Tăng Mập 79 TV và kênh của anh Ba Miền nha cả nhà. Hôm nay là ngày mấy rồi ta? Bữa nay ngày 6 nha, tháng 11 năm 2024, giờ này thì cũng là gần 1 giờ trưa rồi. Mến chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ nha, sức khỏe bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống như là trong công việc của mình. Ở anh Tăng có gửi lời nào chúc đến cô chú anh chị không? Có anh, có anh Tài. Có anh Tài. Dạ, lẻ lẻ đi. Léo léo lưỡi luôn cô chú. Em đang nôn nóng chia sẻ thông tin. Yeah. Lẻ đi. Dạ. Nhanh đi. Trời ơi, để anh đi vào chủ đề dạ. Chính. Dạ, anh. Tài Ngọc kính chào tất cả cô chú anh chị trên kênh của em và kênh của Tài 66 và kênh của Tin Ba Miền. Rồi, được rồi, được anh. Để dạ. anh chỉ ngồi việc đó anh cười là được. Cô chú anh chị mình coi là chủ yếu là anh cười thôi à. Còn có chào nữa không? Đó rồi. Rồi, hết thôi. Là chúc đầu tiên cho em. Chúc cô chú anh chị mình vui vẻ, sức khỏe, bình an. Anh làm em rối quá, tự nhiên em quên hết luôn rồi. Rồi, bây giờ đó là vui nha cả nhà ha. Đi vào cái chủ đề chính nè, sáng hôm nào chưa hôm nay chứ chưa hôm nay à. Dạ chưa hôm nay thì em muốn cập nhật và chia sẻ cho cô chú anh chị mình những thông tin cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là mắc cười và cũng như là những thông tin mà cô chú anh chị mình đang quan tâm nha. Đầu tiên thì em như vậy chưa có cực kỳ mắc cười, chưa có mắc cười để chừng nào. Đầu tiên á là nói về tử cung trước cái đã nha cả nhà. Cả nhà mình có thấy là tử cung nó lên một cái bài viết là nó nói là nó làm ở công an xã, làm ở ấp không cô chú anh chị đó, thì cái nơi mà nó làm đó thì em nghĩ nếu mà nghe được cái video này thì nên xem xét lại và coi như là chỉnh đốn lại cái đội ngũ cũng như là cái cán bộ lực lượng của mình. Nó là một cái thằng dơ trên không gian mạng, là cái thằng thai trắng thành đen, là một cái thằng gọi là ăn đằng sóng nói đằng gió đó nó cô chú anh chị ha, và một cái thằng mà gọi là sao ta bị án treo và cũng là báo nó cũng đã đăng trên mạng có chứ không phải không có cô chú anh chị. Cái nào mình có mình mới nói đúng không? Báo đăng trên mạng đầy hết trơn á, những trang báo chính thống đăng lên là bị án treo. Vậy vì sao nó lại được vào làm ấp, làm xã, ở xã? Nếu thường á là vào những cái cơ quan đó là phải có học và khóa một cái khóa gì đó, phải kết nạp đảng anh. Hồi xưa thì em nhớ ông anh của anh á, em á là ổng chỉ đi làm dân quân tự vệ thôi đó nhưng mà ổng kết nạp đảng được luôn á, thì cô chú anh chị mình nghĩ thì cái thằng tử cung này nó làm ấp làm xã gì đó thì nó vào đó để là nó núp bóng, cô chú anh chị, nó chỉ là núp bóng để chờ thời cơ vực dậy. Thì hy vọng là tại cái địa điểm, tại cái cơ quan chức năng đó nên xem xét lại coi cái thằng này có cái nhân cách và phẩm chất đạo đức của nó có được vào đứng hàng ngũ của cơ quan chức năng hay không. Thì anh cũng đâu đó anh cũng nghe nó lúc trước là nó cũng làm cho người trong ngành
À xong nó bị loại khỏi ngành. Ờ, trong ngành loại ra khỏi ngành, bây giờ thì muốn vô trong ngành đó thì nhân thân mình phải tốt chứ. Đúng rồi. Nhân thân của mình đã dơ rồi, có vết sẹo rồi thì không thể nào làm được nữa nha. Cần phải xem xét lại coi như thế nào, chứ mà đứng trong cái hàng ngũ đó thì phải là phải tốt đẹp. À, phải tốt đẹp chứ. Đúng rồi. Cái bây giờ cái bản thân của mình không tốt đẹp mà lên mạng cứ chửi bới, cứ soi mói và cũng như là dồn người ta vào cái con đường cùng. Như vừa rồi của chú anh chị mình thấy không ạ? Những thông tin mà được tung ra trên không gian mạng về hình ảnh của chị Ni, chị Ni bị gặp nạn ở Mã Lai đó. Người thông tin đầu tiên chính là thằng tử cung này, và thằng tử cung này nó cũng là ghi tên rõ ràng của chị Ni rồi. Bây giờ có rời ra ma hay không rời ra ma thì cũng không chạy đâu cho thoát của chú anh chị. Đúng rồi. Bằng chứng đã có hẳn hoi và mọi người đã lưu lại và chụp lại, và chị Ni cũng đang giữ lại rất là nhiều bằng chứng và hình ảnh của nó, những lời nói của nó hay của chú anh chị. Thì cho dù có rời hay không rời thì cũng vậy thôi. Quá muộn màng rồi. Quá muộn màng rồi. Mình đã nói thì mình phải chịu trách nhiệm ha. Mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm trước những cái hành động và lời nói của mình. Mình tốt đẹp đi, mình hả nói cái đằng này mình không có tốt đẹp mà mình nói lên ra rã trên công nhân mạng. Đúng rồi. Và đặc biệt là nó soi. Soi gì em? Nó soi cho chị Ni và chị Lo rất là nhiều. Đó, nó soi từ chân tơ kẻ tóc luôn cô chú anh chị. Việc làm nào nó cũng soi, chị Ni đi club nó cũng soi, đi ăn uống cũng soi, chị Loan làm gì cũng soi. Nói chung là nó soi, chị Loan mà ngồi ăn mì gói nó còn soi mà. Trời ơi, cái thằng thật sự nó quá tiểu nhân. Vậy bữa nào Loan với Ni đi trong ấy nha, à, cẩn thận nha. À, cẩn thận coi trước nó sao nha Loan với Ni. Nó soi tới nỗi mà ăn mì gói còn nó soi cô chú anh chị. Thì cả nhà mình nghĩ đi ạ, nó có tốt đẹp không? Con người nó có tốt đẹp hay không cả nhà? Nếu mà nói với thằng này á, thì em cho nó một cái một từ thôi. Từ gì? Hèn. Từ hèn, quá hèn. Một bẩn người, một người đàn ông mà vì một cái gọi là tư thù cá nhân, một vì cái lợi ích cá nhân, em nghĩ nó xuất phát từ cái vấn đề là nó không có đem cái mặt hàng của nó vào để cho chị Loan bán được. Chính thì xác. Bắt đầu nó mới ghim. Ghim chị Ni và chị Loan không có đem vào để vào cái gam hàng để chị Loan chia sẻ đến cô chú chị mình, vì biết cái sản phẩm nó như thế nào, nó có chất lượng hay không, đúng không cô chú anh chị, thì chị Loan mới không cho vào. Và từ đó đó thì bắt đầu nó ghim. Và nó tìm đủ mọi cách, nó chửi người ta lý hay vô ơn, rồi chửi người ta thế này thế nọ, rồi soi đủ mọi thứ mọi cách hết. Và bên cạnh đó, cái đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi anh. Cái phần lớn ở đây á, là muốn nói của chú anh chị mình, nó là một cái thằng chửi thuê. Anh có coi phim Hồng Kông, mấy cái bộ phim mà ở nước ngoài không? Có lính đánh thuê á, có đúng rồi. Bất chấp vì tiền lao mình vào biển lửa, gọi là có thể là gọi là cảm tử quân. Đúng rồi, cảm tử quân luôn. Cảm tử quân, miễn sao có tiền, hy sinh đời bố cũng cứu đời con. Đúng không? Đúng rồi. Cái câu đó đúng ra đáng lẽ là người ta, cái câu đó đó, câu thành ngữ đó đó, là người ta nói về cái vấn đề tốt đẹp. Nhưng mà đối với thằng tử cung này á, thì nó đó nói với cái vấn đề dơ của nó, bẩn thỉu của nó, hy sinh đời nó để củng cố đời con nó mà không biết con nó như thế nào. Nhưng mà em nghe nói một thông tin thật sự là cái thằng bạn của nó đang rất là mừng. Dạ. Khi nghe thông tin chị Ni đang đi tìm những bằng chứng và chứng cứ, biết sao không? Thì nó đi xa, sẽ có người ở nhà, phải không? Sửa ống nước cho giùm vợ. Cái thằng bạn nó đang mừng. Đang mém gài, đang tìm tới rồi đó. Vợ mày người ta xài, con mày người ta sai, đúng không? Ừ, đúng rồi, chính xác. Rồi, chị này là xong luôn rồi. Căng là ngồi ở trong đó được cơm bưng nước rót thoải mái rồi. Nhưng mà vợ mày ở nhà người ta xài, con người ta sai. Mà sai ở mức độ nào thì từ từ sẽ biết. Đúng rồi. Nó đến cái drama này nó cũng đâu phải là cái gì đâu, cũng giống như YouTuber đâu cô chú chị. Cái chuyện drama này thì ban đầu thì sao? Hồng Loan với lại bên nhà cô Sáu. Bắt đầu nó tới đây, nó giống như nó ngồi, nó nói qua nó lại, rồi bên ông nó muốn lợi dụng kinh doanh không được, bắt đầu nó lên, nó ra đã đó. Nó tỏ vẻ ra là thám tử. Chính xác. Thám tử lừng danh, cái gì cũng biết, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Làm như Gia Cát Lượng, nó giống như Gia Cát Lượng mà đi đấu với lại Tào Tháo. Trời ơi, làm như là nó giỏi lắm, mà trong khi là ở trên răng dưới trứng chẳng có con mợ gì hết trơn á. Trên răng dưới dép em. Trên răng dưới trứng không có gì hết trơn á, mà đi làm mình tỏ ra là như vậy. Chẳng qua là chị Ni là người phụ nữ, người ta chỉ cứ làm vậy thôi cô chú anh chị. Người ta nghĩ là chuyện nó không có gì, cho mày nói chị Ni, chứ dựa vào chứng cứ, dựa vào pháp lý và một đường thẳng mà cứ đi. Chị Ni đến với giúp cho Hồng Loan là dựa vào giấy tờ, giấy trắng mực đen, dựa vào pháp lý, dựa vào tòa án người ta giải quyết, chứ không phải dựa vào những cái gọi là những cái phát ngôn của nó. Đúng rồi. Nó ngồi nó lên nó trò đeo cà lạc vát được ha, cà lạc vát vô bấm chuột rồi ha, nhà có máy tính, không biết máy tính hiệu gì nữa. Bấm rồi ha, rồi bắt đầu vẽ ra. Anh này là Ni nè, anh A nè,
liên kết với anh B nè, anh B lý với anh C này là có bà con nào nè, dễ sơ đồ, dễ sơ đồ, nó dễ sơ đồ ghê lắm, làm cho quý vị dẫn dắt cô chú vị rất là hay, làm cô chú vị mình phải tò mò vô xem ảnh dắt anh nói chuyện rất là từ tốn, từ từ tài nó nói là nếu mà cái video của nó đó, video của anh ta đó, tài làm ra hai video ba cái luôn, ba cái luôn, ba cái bốn cái luôn, nó nói chuyện mà nó câu giờ nó nói gì nè, để em diễn cho cô nói với cô chú anh chị mình nghe. Cái nó ngừng nó ngừng tầm khoảng đâu đó nửa tiếng, xong nó nói cái câu chuyện này tôi phải làm cho ra lẽ, ngừng. cái kiểu nó giống như là nó không có suy nghĩ, nó không có nói trước được cái sự việc gì, nó tới đâu suy nghĩ tới đó, nó tới đâu suy nghĩ tới đó, nó lùa, nó làm như là cái kiểu nó giỏi lắm thật sự, nghe vô mà mắc mệt, làm cho cô chú anh chị mất thời gian. Hồi lúc trước á mọi người kêu tài ơi vô coi nó kìa, hay quá, nó phân tích nó chia sẻ kìa, hay lắm, nó giỏi lắm, nó ngồi lên nó vẽ cái gì á, vẽ ông nội bằng ngoại nó trên đó gì, nó vẽ gì trên đó, trời ơi chán thì chán chờn, mắt thì mắt lòi, mà cái gu thời trang nó mắc cười lắm, mặc áo caro thắt cà la cũng caro. Trời ơi mình lùng nữa, mà cái bên ở bên đó thì cô chú anh chị mình thấy không ạ, không có thằng nào được hết trơn á, không có thằng nào mà coi ra được hết trơn, toàn là tử cung, heo tay xanh, khỉ già, bảy màu, cà chua kiến, rồi le le, hộp vịt thúi gì tùm lum đó, cái dâm nữa có nữa, hấp diêm, hấp diêm, hấp diêm, hấp diêm trẻ vị thành niên, cà lâm, trời ơi cà lâm, nói tới cà lâm để em chia sẻ cho anh cái chuyện này mất cười, dần nứng, nứng Bình Dương, anh nhắc em nhớ tới gì nữa, Hà Thiên Lộn, u đửa, rồi đó anh Tăng hay nè. Bởi vì người ta nói là người ở ngoài nó sáng hơn người ở trong. Em ngồi em nói không nhớ, anh Tăng nhớ. Là để nói lại nha, tử cung, cá chùi kiến, cá bảy màu. Cá chùi kiến, cá bảy màu là một á, khỉ già, heo tay xanh, tắc kè bông là một luôn, le le, u đựa, là ca sĩ nam nữ đó, nam nữ nghệ sĩ đó. Ai nữa ta, hấp diêm guitar, ai nữa, cà lâm, ca sĩ nhạc sĩ cà lâm, nứng Bình Dương, Hà Thiên Lộn, cái gì nữa, Hà Mã với Hà Tây Xanh là một, còn ai nữa ta, khỉ già rồi. Tắm mỏ chuột, tắm mỏ nhọn, tắm mỏ chuột gì đó, tắm chuột, cái gì nữa, gì, bà sao hả? Bảy cương thi, cô tét tiểu hàng sản, cái gì lạnh trình bồ, bữa nay của cái clip mình nói chủ đề gì, thử gì nữa, cọc xeo rồi, bảy cương thi rồi, sáu bào, yeah, rồi ai nữa, long dệt. Em nói nãy em nói để cái đề tài long mà nó ra từ khóa là long nè, từ khóa là long, từ từ cái chủ đề đó từ để phía sau để cho nói cô chú nhé, từ khóa là long. Và bây giờ tới đâu rồi, tự nhiên nó quên mất tiêu rồi, tử cung xong rồi đúng không, thôi bỏ tử cung qua bên đi, nhiều đó thôi. Và vấn đề là ở đây á là nói về chị Ni xíu, chị Ni á là trong tương lai là chị Ni sẽ làm ra ngô ra khoai, là chị Ni đang gọi là đẩy nhanh cái tiến độ, đúng rồi, đi tìm những cái chứng cứ, đi tìm những cái gọi là mà những ai mà chia sẻ thông tin lịch trình bày của chị Ni đó cả nhà, vì cái thằng tử cung này nó muốn triệt hạ chị Ni, triệt hạ ở đây có nghĩa là đưa chị Ni vào cái con đường ủ tờ, đúng rồi, không phải ủ tờ không đâu, có thể là nó gọi là ẻn luôn, có thể ẻn chị Ni luôn, coi như vậy là nó làm tiêu diệt luôn, nó tiêu diệt chị Ni luôn đó, thì cái thằng này là một cái thằng mà gọi là nguy hiểm của xã hội, trời ơi, cần phải cách ly nó. Chính xác, đưa nó vào bốn bức tường, chơi di kiến, cho nó thêm miếng đường, chơi di kiến. Cái thằng này là cái thằng mà gọi là nguy hiểm cho xã hội, ra ngoài có thể nó cắn bất cứ lúc nào, nó cắn mọi người, nó cắn bất cứ lúc nào của chú anh chị đó, rõ ràng là như vậy ha. Thì chị Ni đang gọi là làm cho ra ngô ra khoai của chú anh chị,
cái ngày mà chị Ni mà gọi là bị nạn ở Mã Lai đó, thì chị Ni sẽ không bao giờ quên cái điều đó. Và cũng như là để cho cái thằng này, và cũng như ai đã đứng phía sau thằng này, và thằng này không khai ra đồng bọn, thì thằng này sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại vì nó tung tin cho chị Ni những hình ảnh của chị Ni, và nó tung ra là chị Ni có hết. Nếu nó không khai ra đồng bọn thì thằng này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rõ ràng là như vậy, đúng không cả nhà? Quá hấp dẫn luôn quý vị ơi. Thì trong tương lai thì cô chú anh chị mình ha, những người đứng phía sau sẽ gọi là chạy tán loạn, những ông chùm bà chùm đứng phía sau chạy tán loạn, còn những lại như là những cái thằng mà gọi là anh sao ta chốt thí á, như tử cung á, thì sẽ gọi là ẻn đi ha, đi xa ăn cơm miễn phí. Rồi lúc đó thì cô chú anh chị mình á là sẽ nè, người thì ăn chay nè, người thì sẽ ăn mần nè, và anh em YouTube sẽ được ăn heo quay nè. ăn chật nè. Nó có nhiều có khán giả nó là thằng tử cung này mà được ăn cơm miễn phí, là anh em YouTube mà yêu thương ủng hộ Hồng Loan đó sẽ được ăn heo quay, bánh mì đó, có thể là chung ăn chung với bánh bao chấm rồi nước sốt rồi. Trời ơi, ăn heo mà heo quay mà heo gầy dặn, heo nhỏ nhỏ, heo sữa nha, heo sữa nhỏ nhỏ thôi, chứ mà ăn mấy con heo tai xanh là cũng ngán lắm, mỡ nhiều không ăn cô chú. Có mít lòng trước đặng lòng sau, có gì em nói thẳng thắn cho cô chú anh chị mình luôn. Chứ heo tai xanh mà heo mỡ nhiều quá không ăn. Ăn mấy cái loại heo như heo rừng đồ, heo mà tập thể dục đồ đó, tập tạ đồ đó, răng chắc cơ rồi đó thì mới ăn, chứ heo tai xanh không ăn nó trước à. Đó thì có kèm dưa leo rồi đó, chọn nghe nó chảy nước miếng thôi rồi ha, chưa đó, ăn đó là câu chuyện của chị Ni. Và em muốn chia sẻ cả nhà mình một cái câu chuyện của chị Hồng Loan. Là chị Hồng Loan cũng có đăng một cái bài trạng thái, một cái dòng xem tái status đó, thì cô chú anh chị mình nhớ rồi, chị Hồng Loan rất là biết ơn chị Ni. Đó, một người xa lạ không phải là ruột rà máu mủ cả, không phải là bà con gì hết, nhưng bỗng dưng ở đâu đó tự nhiên là hình như là em nhớ là nói từ cái từ bỗng dưng thì nó hơi quá, cứ hai nó đem tới ca sĩ nghệ sĩ nam nữ đem tới, nhưng nghệ sĩ nam nữ đem tới á, là đem tới thì có lẽ là trong thâm tâm anh ta thì cũng vì vụ lợi, đúng rồi, muốn lợi dụng thôi, muốn lợi dụng. Nhưng chị Ni đã bị gọi là bắt năm, có thể là do trong câu chuyện tâm linh, gọi là bắt năm. Có một cái gì đó nó vô hình lắm cô chú anh chị, nó thì đến với là giúp cho chị Hồng Loan hoàn toàn là không vụ lợi nè, không buôn bán gì hết, không có thu lợi nhuận gì hết, đến giúp cho chị Hồng Loan vô điều kiện của chú anh chị, từ A tới Z, đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng có chị Ni là một người đại diện phát ngôn. Mình dùng cái từ cái câu đại diện phát ngôn ở đây á, là giống như là cho chị Loan vững tinh thần một chút xíu khi ra đứng trước cơ quan chức năng thôi, chứ giống như mình dùng cái từ đại diện phát ngôn đối với chị Ni á, thì chắc chắn là như vậy. Còn đối với thằng đứng Bình Dương á, thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, cái thằng đại diện phát ngôn á, bữa nay á, là bên bà mẹ con mẹ của con Gia đó làm đại diện phát ngôn là đứng Bình Dương, cả nhà mình nghĩ nó là qua đó nó đại diện cái gì, nó đại diện cho bà Gia đó, mẹ con Gia đó, đưa số tài khoản lên để quyên góp. Trời ơi, chứng nào tặc đó cô chú anh chị, góp nữa. Người ta nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, quyên góp là quyên góp mà gọi là cái gì tiền cúng điếu anh đó, rồi là sao lấy tiền cúng điếu đó, thì nó vẫn là như vậy, con người nó bản chất nó vẫn là như vậy, không bao giờ thay đổi, đúng không cả nhà? Rồi nó nói về nấng, tự nhiên cái em nhớ lại cái chuyện hôm qua con heo, bé heo, em gọi nó hay bé heo, mẩm mỉm bé heo gọi heo tay xanh, thì dạo này cái kênh YouTube nó hay quét quá cả nhà, em gọi bé heo xíu nha. Bé heo thì bé heo có lên livestream cùng với lại ca sĩ nhạc sĩ Cà Lâm và cùng với lại cô Tết cọt xèo cô Tết đó. Trời ơi, cái bà mà người ta lại vì sao người ta đặt tên cô Tết là hiểu rồi. Một người phụ nữ thì nên phải biết sạch sẽ gì đâu á, đúng quá, tới tháng rồi nó đã dơ rồi thì mình đem đi bỏ gì đó, không nhét đầu giường để thử chơi. Bởi vậy người ta mới có tên, mới đặt tên cô Tết là không sai của chú anh chị. Đó là một cái vấn đề. Rồi đi ngoài live stream, gọi là talk show, dùng cái từ là talk show với lại tiểu cương thi. Talk show, trời ơi. Nếu mà dùng từ talk show là nó hơi bị sai, phải dùng cái từ là ve sầu thoát xác. Dùng cái từ là ve sầu thoát xác thì nó hay hơn từ talk show. Đi ngồi với lại là Cà Lâm nè, Heo nè, cô Tết nè, tiểu hàng sản nè, mà tiểu cương thi đó, thật sự em không muốn đọc tiểu hàng sản, em gọi là tiểu cương thi đó cả nhà, tại vì ổng là ba nó là đại cương thi, cương thi bự, đó. Mà ba nó đâu phải ba nó đâu anh, phải đúng rồi, không phải ba nó, vợ nó là mình vườn, ổng ở nhà thì ổng thở oxy,
còn bả với nó ngồi like với con heo mà đặt cái tiêu đề là rời drama. Trời ơi, cái câu mà gọi là rời drama bây giờ nó hot lắm cả nhà. Đúng rồi. Ai mà đặt cái tiêu đề đó là bây giờ đó, chịu view. Chịu view. Chịu view á. Tăng lên view, view, view. Hết thằng tử cung rời drama, tới con heo rời drama. Chắc may tài 66 rời drama. Đó rồi. Rời drama là chịu view nha. Ai mà đặt tiêu đề rời drama. Đúng rồi. Chịu view, chịu view. Đó, con heo tai xanh nó cũng biết. Nên nó cũng bắt được cái trend là rời drama là chịu nhiêu. À. Ngày hôm qua thì không biết nước hoa của ai, em nghĩ chắc nước hoa của bà cô Tết quá. Đó, thì gọi live show, talk show, hồi lộng ve sầu thoát xác. Đó là nói này, nói kia, nói đông, nói tay, nói xong cái hát họ. Ừ. Trời, cái thằng Cà Lâm thật sự mới, nó không có sang anh. Mình ra mình Cà Lâm rồi thì mình ít nói lại cho nó sang. Mà nó lên trời ơi, nó nói mà em muốn đau tim với nó luôn á. Nó nói đã Cà Lâm rồi thì mình im đi, mình nói ít thôi để nó điếc hay ngóng ngọng hay nói. Ừ, mình nói ít thôi cho nó sang con người của mình, nghĩ sao Cà Lâm mà hay nói đó. Còn bà cô Tết thì bán sao cô chú anh chị lên cái con heo nó gọi là kêu gì làm đó, gọi là cái gì ta, cầm tay để làm gì đó, vẽ đường, không vẽ đường cho hưu chạy đó. Thì con heo nó vẽ cho ai cô chú anh chị? Mà ngộ lắm ha, hôm qua con heo biết hát bài gì không? Cái gì? À, cháu yêu bà. Trời. Cháu cái gì à, chẳng phải cháu lên ba. Lên ba. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Và đọc xong đố, đố mọi người bài hát đó tên gì? Trời ơi trời, để trúng chai nước, nước bông. Ai đón đúng đầu tiên trúng chai nước bông. Có nước rửa kia không? Không, không có nước rửa kia. Không, mấy người hôm qua người ta bán chai nước bông, người ta bán nước bông không à. À, sao yeah. Biết sao không? Lùa gà anh, lùa gà. Bắt bà cô Tết với lại tiểu cương thi ra ngồi đó để làm gì? Mạnh Thường Quân, nguyên góp. Hôm qua được 10 củ nha. Trời ơi, 10 củ nha. Trời. Tiểu cương thi được 10 củ. Trời lên ngồi rung rung. Còn cảm ơn, ta đã lên các bản trước rồi. Lùa gà. Talk show giùm anh đây. Mà anh nghĩ không ạ? À? Đối với một người mà nếu mà người ta có một cái suy nghĩ, có đầu óc thật sự là tinh tế, thì những người đã từng chửi gia đình của mình lên bờ xuống ruộng tanh bành tái bẹ bung bét hết, mà bây giờ lại là một người gọi là thân thiết ngồi chung với nhau để nói chuyện với nhau. Thì sự ngày xưa chửi quá thì chửi ngày xưa con heo nó chửi như thế nào chửi quá thì chửi luôn coi chứ gì. À, nó chửi ngày xưa con heo nó chửi con dê á, tao á là con dê á nha, tao sẽ suy nghĩ cái một cách ở không không có tiền làm gì. Bây giờ tao đã gọi là quyên góp tiền của cố nghệ sĩ rồi. Tao sẽ chờ ông Bảy nằm xuống, tao làm tiếp đám nữa. Rồi tao ăn cả đời luôn, tao khỏi cần phải đi hát. Trời ơi, nó, quá nhột luôn, nhột quá. Nó nói vậy đó. Bây giờ sao cô chú anh chị? Xin lỗi mẹ con dê, đem tiền qua vuốt dê xin lỗi. Rồi sao nữa? Và bây giờ ngồi chung với lại cô Tết Tiểu Cương Thi để làm gì cô chú anh chị? Để lùa gà. Trời ơi, dễ lùa lắm cô chú anh chị. Lùi. Có những cái con gà mà ơi mu ở lòng u mê. Những có con gà u mê ở bên đó nó mới dễ lùa thôi. Chứ bên đây người ta biết cái chiêu trò nó hết rồi cô chú anh chị ơi. Mà đặc biệt nha, không biết là bé heo có một cái tình cảm hay là một cái gì đối với anh Chí Cảnh á. À. Thù mối hận hay là yêu thương đậm sâu gì đó thì em không biết. Cắn nhau nhiều quá. Ngày hôm qua không, Chí Cảnh không có vô. À. Vô đường like mà em thấy tao nhắc tên Chí Cảnh ghê luôn. À. Trời, lúc nào người nào cũng nhắc tên Chí Cảnh, người nào cũng nhắc tên Chí Cảnh hết trơn. Mà đặc biệt con heo nó có tính tham anh. Ngày hôm qua em thấy có cái người đó tặng cho con heo hai chai nước bông. Trời. À. À, mà xong cái con heo nó cái nước bông để trên đây nè, nó lấy xuống. À, cái chị đó kêu tặng cho bé heo con trai nha. À. Bé heo để em lấy em bỏ vô để lát em quên. Ủa? Trời ơi, vừa bán vừa cho vừa tặng ra. Trời ơi, ghê vậy. Đây nè, nói cho cô chị mình nghe một thông tin. Thật sự bé heo cũng có cái gì đâu cả nhà, cũng trên răng dưới trứng thôi. Ai cũng có trứng hết trơn. Mà bé heo trứng là trứng đùm, nhiều. Trứng đùm là gọi là đùm trứng đó. Nó thì cả nhà biết cũng có cái con mợ gì đâu. Ngày xưa thì cũng gọi là lên trên đường like trên mạng xin tiền để đóng phạt đó, có 7 con rử mà xin đó cô chú anh chị. Trời. Việt Băng cũng đã chia sẻ rõ ràng quá rồi đúng không? Chị Băng Chí Cảnh chia sẻ khá là nhiều rồi đó. Thì kể từ khi mà người ta có mẹ nuôi ở bên bển đó, Chí Cảnh cũng có chia sẻ, mà em cũng biết thông tin này cả nhà, chẳng qua là mình không nói thôi đó. Thì có mẹ nuôi nên tiền hơi bị nhiều ha, máu bơm hơi bị cao nên mạnh miệng hơn, nói chuyện rõ ràng hơn để coi. 30 chưa phải là Tết, đúng rồi, 70 chưa gọi là lành lành, để thử coi bỏ bơm tới khi nào.
khi nào mà máu bơm mới hết hết máu núi này cao còn có nước kia cao hơn chính xác. Mình đừng có tưởng bây giờ mình được bơm cái mình mạnh miệng mình nói cho giỏi lên mình nói cho nhiều lên nhưng nhân quả nó tới nhanh lắm. Đúng rồi, cứ chờ đợi đi ha. Bây giờ thấy không cô chú anh chị, mình thấy không ạ? Ông hài đó, ông hề đó, hài giống đó cả nhà. Bây giờ nghiệp tới rồi, rõ ràng như vậy không? Rõ ràng là nghiệp tới rồi, bị xe tông nứt xương đa chấn thương phần mềm. Và bên cạnh đó cô chú anh chị mình nghĩ coi ổng có qua khỏi không biết nữa, thì em nghĩ là cầu trời ơn trên phù hộ cho cái thay của ổng được an toàn ha. Chứ em nghĩ là ổng cũng bị cắt 2/3 lá gan rồi. Cô chú anh chị mình nghĩ khi mà cái con người mà bị mất gan á là khó hồi phục lắm. Tại vì trong cái phần nội tạng của con người á là cả nhà biết là gan phổi hấp thu qua gan, đào thải qua thận. Hai cái cơ quan đó là rất là quan trọng. Mình đừng nói tới cơ quan khác, hai cơ quan gọi là hấp thu và đào thải đó. Thì ăn, mình ăn hay là mình uống bất cứ cái gì qua nó cũng hấp thu qua gan để nó chuyển hóa thức ăn và nó tiết những cái dịch dịch mật đó để cho đào tiêu hóa. Mình khi mà bị bệnh á thì mình uống thuốc vô thì nó cũng hấp thu qua gan để nó tất cả nó điều phối cho cơ thể của mình. Hay quá. Rồi sau đó thì thận là cái cơ quan cuối cùng là nó đào thải. Bởi vì khi mà mình hút thuốc, rượu bia hay là mình sống mà không lành mạnh đó thì cái thận của mình nó bị phá hủy theo thời gian. Đó, cô chú anh chị mình thấy không? Cái trong khi ông cắt 2/3 lá gan ra rồi thì cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ, nằm một chỗ đi, ví dụ nằm một chỗ đi, gan nó không hoạt động tốt thì coi nhà khả năng bình phục như thế nào của chú anh chị. Chắc có lẽ tương lai thì em nghĩ là chắc bé heo phải tiễn ông đi bắn muối sớm à. Vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ ạ. Đó là theo cái suy nghĩ riêng của em ha cô chú anh chị. Thì hy vọng là ông sẽ được ngồi lại, ông sức khỏe lại rồi bắt đầu tiếp tục cái mỏ của ông nữa. Chú của em mà em dù quá. Chú của em đâu có tù đâu, em nói sự thật thôi, em nói theo cái sự hiểu biết của em. Đây nè cô chú anh chị, mà phải nói là ông chú hề của em á, thật sự là ông không biết trong đầu ông suy nghĩ như cái gì á. Em thật sự em quá thất vọng về ông. Vì sao cô chú anh chị? Ngày xưa ông lên live ông ủng hộ Hồng Loan quá trời, có khán giả đó mua cơm cháy trà bông, mua bất cứ cái gì của Hồng Loan, có cái tem Hồng Loan về chụp hình. Đây của bé Long nè, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh nè, tặng tôi nè, cơm cháy ăn rất là ngon. Những sản phẩm của bé Long được cái gì cũng ngon hết trơn, cô chú anh chị mình nhớ mua nha. Rõ ràng không cô chú anh chị? Đó, bây giờ hình của chú anh chị mình lên mạng đi, còn nhiều lắm, khán giả đào ra và đăng lên rất là nhiều. Đó, ngày xưa nha, ổng lên đường live là được rất là nhiều mọi người yêu thương ủng hộ, đúng không? Cái bữa mà cái lần mà ổng định về Việt Nam đó, mọi người nếu mà ổng không quay xe đó thì cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ, nhiều khi có mini show riêng cho ổng luôn cô chú anh chị. Đúng rồi. Đó, có mini show riêng cho ổng và mọi người chào đón ổng chính xác hùng hậu hơn hùng cái tụi con ve nó chào đón nữa. Bây giờ con ve có chào đón gì đâu, tự ổng mở gọi là cái gì fan hợp viết gì thôi, lùa gà thôi cô chú anh chị, được bao nhiêu người coi. Đúng không? Nếu mà bên đó được bao nhiêu người đâu. Nếu mà kỳ này mà ổng không quay xe ha, về chắc anh Quy Lê vô làm một cái live show quanh dáng chấn động luôn á. Cái thời đó là cô chú anh chị mình nghĩ rồi, ai cũng ủng hộ ổng, ai cũng tăng bốc ổng, đưa ổng lên tới nóc không. Đúng nhiều rồi. Khi qua khỏi nóc luôn. Lũng nóc luôn cô chú anh chị. Thật sự mà không ngờ là quay xe, ông trời ổng cũng có mắt và cũng nhớ biết được cái con người này nó sẽ như thế nào và thâm hiểm ra sao thì ổng cũng dạch mặt kia rồi cả nhà. Đúng không? Nó đã là như vậy rồi. Đúng không cả nhà? Rồi ha, đó là về vấn đề hài giống. Rồi em qua vấn đề cái lông. Cái lông cái từ khóa là từ lông. Cái từ khóa cuối cùng mọc ra đó. Kết thúc cái video này á thì muốn nói cho cô chú anh chị mình nghe, bà cá chùi chiến ở Củ Chi đó, cá chùi chiến ở Củ Chi, bà có nói một cái câu như thế này nè. Bà nói á là bà hãnh diện về cái lông của bà. Lông tai, lông chân và cũng như là lông trên người bả đó cô chú anh chị. Vậy? Thì cả nhà mình thấy không ạ? Có lần á thì em cũng đã chia sẻ với cô chú anh chị mình á là em đã từng gặp bà ở mộ. Thì một người mà mang danh là nghe nói là cũng là bông hậu gì đó. Nhưng mà cô chú anh chị ơi, bông hậu á là một người phụ nữ thôi, đừng nói tới bông hậu. Người ta cũng phải biết là cái làm đẹp ở cái mặt rồi thì phải làm đẹp toàn cơ thể, toàn cái body. Lông tai thì quá xong rồi. Lông tai, lông chân mà nó như con khỉ vậy á. Trời ơi, không biết cô chú anh chị mình có thấy không, thật sự chứ em là người chứng kiến. Em đã sôi dữ vậy. Tại vì bả lên bả mặt đầm thì bả lú. Bả lú cái giò bả ra mình mới suy nghĩ là chích một bông hậu gì mà lông dữ trời. Đó thì bả mới nói á, chị Ni là múa cột. Chị Ni múa cột. Bả nói chị Ni không có lông. Bả nói chị Ni múa cột không có lông nên nó dễ múa, nó không có dính lại. Còn bả lông nhiều nên bả lên lâu đúng rồi. Bả lông nhiều bả lên múa cột, lông nó dính, nó quéo, nó dính lại. Trời ơi ghê quá. Nên bả không có múa cột, bả nói chị Ni múa cột. Ha,
Vậy thì bà nói á, bà nói như vậy á, thì á, đây nè, tôi nói bà nghe, bà người ta thường hay nói cái gì? À, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đúng rồi, nói thẳng luôn, chỉ sợ đồng đội ngu. Nó thì bây giờ bà nói như vậy á, thì khác nào bà tát cái gáo nước lạnh vô mặt con le le. Phương Mama vợ của Vũ Công Công đó. Cả nhà mình còn nhớ cái câu không? Nhớ cái câu của Phương Mama nó nói không ạ? Trời ơi trời, mỗi lần mà lông lờ của tôi mà mọc lên là tôi buồn lắm. Là tôi phải đi quá. Có nghe không? Có không? Đó, đó, đó. Em đâu nói em đó. Em đó. Bà nói đó, bà bán nó rửa trên thép gì đó. Mọi người ơi, mọi người mỗi lần mà cái lúc mà lông lờ của tôi mà nó mọc lên tôi phải đi quá. Nó ra một cái nghe là tôi buồn lắm, tôi rầu lắm. Thì khác nào con gái bảy màu nó chửi vô mặt con le le đúng không? Vậy thì con le le nó cũng muốn cột hả? Nó không có lông đó, nó đi quách lông đó, nó muốn cột hả? Trời ơi bảy màu ơi, mình nói thì mình phải nhập trước làm sao đúng không? Cô chú anh chị mình nói, em nói có đúng quá nha, con le le nó cũng đi quách lông vậy là nó muốn múa cột, nó sợ dính lông, nó sợ dính lông nên nó mới quên đi quách lông. Trời ơi, vậy là con bảy màu này là có phải là đồng bọn của con le le không? Hay là hai người nó như thế nào ta? Có ganh tị với nhau không? Hay là hai người bông hậu với nhau, bông hẹ với nhau thì bắt đầu nó ganh tị với nhau. Có thể là ganh tị đấu đá với nhau để giành cái vương miện vậy nè. Chỉ có một cái đổi trên đầu thôi mà nó giành với nhau, cô chú anh chị. Rõ ràng mà. Hôm trước em nghe rõ ràng luôn, nào là nó bù cô, mềm cô, rồi sướng đê mê, bù cô sướng đê mê, bù cô lâu gì đó, bù cô giỏi gì đó. Rồi nước rửa chem chép gì đó cô chú anh chị ha. Rồi xúc phạm bốn chữ vàng tổ quốc ghi công rồi đó cô chú anh chị thấy không? Đem cái bộ mặt sinh dục của bùng kính của phụ nữ ra để xúc phạm bốn chữ vàng tổ quốc ghi công. Trời đó. Thì còn có một clip nữa thì mà nói mỗi lần mà lông lờ của bà mọc lên là bà buồn lắm, bà khổ tâm lắm, bà khổ sợ lắm, bà phải đi quá đó. Thì khác nào bà bẻ màu, bà cá chùi kiến, bà chửi le le cô chú anh chị. Rõ ràng là như vậy. Thì khác nào bà nói con le le là cái con múa cột, mày thích múa cột mày mới đi quá. Đúng không? Rõ ràng không có chú anh chị. Đúng vô cái rồi. Vô. Không tin nữa. Cả nhà mình chờ đợi và đừng có quên nha. Đăng ký kênh và like và chia sẻ cho mấy anh em để mấy anh em có động lực và chia sẻ cập nhật nhiều thông tin hơn, hay hơn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Và một lần nữa thì cũng chia sẻ với lại chị Trường Kiến. Mà trước khi mình nói gì thì mình suy nghĩ coi đồng đội của mình có nói gì không. Và mình cẩn thận mấy cái vấn đề đó nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình. Đó là quên đăng ký kênh like và chia sẻ nha, nhiều thôi. Nhiều thôi. Mà nhiều khúc. Cắt nước quá. Có thông tin thì em cập nhật sau. Ủa có thông tin nữa nè. Thông tin nữa nè. Mở ra coi thông tin gì đây. Chưa kết thúc. Lâu lắm mới gặp anh Tăng của chú anh chị. Muốn gặp anh Tăng đâu phải dễ không? Để ngồi em kể cho anh Tăng nghe về những cái câu chuyện. Những câu chuyện nãy giờ là cho mấy chị bán trà đá kể cho em nghe không? Chị Hồng Loan mới chia sẻ hả? Hồng Loan cùng với lại Annie Nguyễn và Bình Tinh đó. Rồi chia sẻ một bài viết cách đây 14 phút nha. Thương chị ba lắm, suốt ngày nghĩ tới chăm sóc cho gia đình và các chị em. Chị ơi, em không biết đâu nha, bé Ni xót cho chị lắm rồi đó. Bé Ni nói rồi, bé Ni không nhận quà của chị nữa đó. Chị muốn chị ba chăm sóc bản thân và gia đình nhiều vô. Với xảy ra bao nhiêu chuyện, chị ba luôn là người bị oan ức. Để có một tin nhắn gì đây. Tao nói nó để dành tiền, còn nhiều thứ nó phải làm sao nó lì dữ mày. Chắc có lẽ là chị ba cho chị Ni cái gì đó, cho quà gì đó. Thôi chuyện này chuyện cá nhân mình không nói tới nhiều cả nhà, nhưng nội dung cốt lõi á là chị ba Bình Tinh tặng quà hay là cho quà hay là giúp đỡ hay là nói chung là yêu thương chị Ni. Nhưng chị Ni á là nói là chị ba còn có rất là nhiều thứ để lo, nào là gia đình của mình, nào là đoàn Quỳnh Long phải đi diễn đi hát rất là nhiều, thì hãy giúp, hãy để dành cái phần đó lo cho gia đình của mình. Và bên cạnh đó thì chị ba Bình Tinh cũng chịu rất là nhiều oan ức, chịu rất là nhiều cái sự tấn công, các mũi tấn công của cô chú anh chị, nên chị Ni cũng rất là thương đó. Thì trong cái drama này á thì em thương nhất là chị Ni nè, chị Loan nè, luật sư Tiết Ngọc nè, và trong đó có chị ba Bình Tinh nữa cô chú anh chị. Chị ba Bình Tinh thì là người làm trong nghệ thuật mà không thể nào tham gia cái drama được, vì đó là cần phải giữ cho những cái hình ảnh và lo cho cái đoàn Quỳnh Long biết bao nhiêu người, nên cô chú anh chị mình cứ từ từ, đừng có tấn công chị ba Bình Tinh nhiều quá nha cả nhà. Tại vì chị ba Bình Tinh cũng đâu có nói gì đâu. Đúng rồi. Khi nào mà lên tiếng nói giống như là nam nữ nghệ sĩ á, hoặc là như là con le le
khuôn mặt thì chúng ta hãy chăm sóc đặc biệt. Còn bây giờ chị Ba Bình Tĩnh đâu nói gì đâu, đúng không cả nhà? Đó, mọi người cứ nói là chị Ba Bình Tĩnh hai hàng thế này thế nọ thì thôi, thì hạ hội phân giải, chị Ni vẫn yêu thương chị Ba Bình Tĩnh. Thì cô chú anh chị mình đừng có mình đã yêu thương chị Loan, yêu thương chị Ni thì hãy tin tưởng vào chị Loan và chị Ni. Và đặc biệt ba người mà em yêu thích nhất, Loan, Ni và luật sư Tiếp Ngọc, như ba chị em vẫn như kiền ba chân. Và sắp tới chị Ni, chị Loan và luật sư Tiếp Ngọc sẽ đưa con dê đi Pháp. Đưa khung hả? Đưa đi Pháp, tích tự con dê tích sửa đi Pháp, gặp gặp pháp lý á. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. Bye bye.